tháng nào muốn thì luôn ăn luôn. Mấy tháng này luôn hả? À, địa phương là có ai chưa? Ở địa phương này thì có ai chưa? Chưa rồi. Thì anh cho hỏi về con nhé. Từ bữa nay có thằng bạn thường quân nào hỗ trợ nhờ có một người chưa chưa thấy gì hả? Anh làm nghề, lúc trước anh làm nghề gì? Anh làm công ty mà giờ nghỉ từ được giãn cách giờ rồi anh. Rồi khi mà nghỉ giãn cách thì công ty có hỗ trợ gì cho mình? Có được một quà lâu chưa? Lâu rồi, hai hai tuần. Ồ, anh người ở đâu lên đây? Phú Yên. Phú Yên hả? Anh làm công nhân ở đây, công nhân mà bây giờ công ty cho nghỉ 2 tháng nay anh ơi. Công ty cho nghỉ là công ty có hỗ trợ gì cho mình không? Dạ, công ty cũng có hỗ trợ. Được nhiều không chị? Dạ, ít lắm. Tại vì em ở nhà trọ đóng tiền tháng, phòng này tháng là 2 triệu. Tiền sữa, tiền sùng của con em nữa. Tháng này vợ chồng em thất nghiệp luôn á. Dạ. Rồi chủ nhà trọ có hỗ trợ gì cho anh em tính trọ mình không? Dạ không, có cắt gòi giảm được 200 ngàn. Dạ. Ở đây nói chung là tính số hết trơn. Mà về thì về không được, bảo lộn không có đủ không ạ. Tiền phòng tiền đồ 3 tháng nay đang chưa lên lấy, không có tiền đâu. Dạ. Rồi còn người đại dịch này là rất là khó khăn, gặp nhà có 2 cháu nhỏ nữa. Vậy là phòng mình là ở 5 người luôn ha. Rồi không có mạnh thường quân đầu ghé qua sớm mình ha. Nói chung mình cũng đâu theo dõi thường xuyên đâu nè. Ngày 23 tháng 8 nè, mới cấp nè. Thì mới có 2-3 ngày à. Chứ nói chung bây giờ thay đổi hoài thì mình phải chấp hành thôi. Nói chung là cũng hơi phiền chút, tại vì mình cũng đủ giấy á. Nói chung tùm lum giấy hết trơn á. Thành ra mình không biết được bây giờ cái hướng
mấy bên này thông báo sao thì mình về mình thông báo lại rồi làm lại giấy mới thôi. Làm việc cho nó khỏe tí xíu. Tôi thấy thì chưa có phiền phức, không phiền phức lắm. Tại vì hôm qua tôi vừa tính đi xin rồi, thì chưa kịp mà đi xin cái theo cái công văn 2800 á, thì chưa kịp đi thì buổi tối hôm qua 24 tây thì thấy có cái công văn mới 2850, thì thành thế ra tức là có nghĩa là tôi chưa có đi thì thành thế ra chưa có phiền phức. May mắn là tôi chưa có đi xin cái đó, thì hôm nay tôi đi xin cái mới nhất, cái mẫu mới nhất á, là của công văn 2850. Chị Giang Thị Kim Cúc, người sáng lập dự án thiện nguyện quỹ từ thiện mai táng không đồng, cùng những cộng sự của mình đã rong ruổi khắp Sài Gòn nhiều ngày qua để giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, không may qua đời giữa mùa dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án thiện nguyện quỹ từ thiện mai táng không đồng được chị Cúc thành lập từ cuối tháng 7 đến nay. Theo chia sẻ của chị Cúc, mỗi ngày nhóm nhận tới hàng trăm cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Nhưng dù chạy hết công suất 24 giờ, nhóm chị cũng chỉ có thể hỗ trợ được tối đa từ 8 đến 10 ca. Chưa kể đó mới chỉ là công đoàn nhận thi thể, khâm liệm và mang đi chờ hỏa táng. Hiện tại khu hỏa táng Bình Hưng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gặp tình trạng quá tải, nên sự chờ đợi là điều không tránh khỏi. Này của anh Thế Quân, bây giờ lúc này là cực khổ, có nhiều người ở bên Mỹ. Người ta làm neo, tháng này người ta không có tiền, người ta ráng nhìn dùm 100-200 đô người ta gửi cho mình. Thì chúng mình sẽ nhận những cái chiếc áo quan này để mà mình mai táng tưởng niệm cho những người mà bị tử nạn trong cái mùa Covid. Có lẽ bình thường thì hiếm người lại đi xin những cỗ áo quan. Thế nhưng khi dịch bệnh Covid-19, chị Giang Thị Kim Cúc, trưởng nhóm tình nguyện mai táng không đồng, lại làm công việc này. Công việc của chị hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mai táng cho người thân không may qua đời vì Covid-19. Hôm qua, nghệ sĩ Việt Hương, nhóm đã liên hệ với ông Hoàng Ngọc Hải sau khi biết ông đang có 80 chiếc áo quan mới được các Phật tử của chùa Vĩnh Niệm mai táng. Anh Hải báo cho Hương thì Hương làm cái cầu nối, đúng không ạ? Hương làm cầu nối để nói chung với lại anh Hải và bạn Giang Trung Phúc, nhóm quỹ mai táng cộng đồng, thì hôm nay họ gặp nhau. Và Hương thì là người có xe, cho nên Hương sẽ điều xe xuống các nơi rồi lấy những cái áo quan này, xong một phút sẽ phân ra, nhóm không đồng sẽ phân ra là ở chỗ nào cần 5-10 để người ta không chạy cái xe, người ta lấy cái áo quan nó xa, họ sẽ để mỗi nơi một chút. Ví dụ như là quận này, quận A bị thì họ chạy tới quận A, họ lấy cái áo quan trong cái kho đó, họ tới họ làm liền cho mình, cho nên là nó rất là nhanh gọn lẹ. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, chị Giang Thị Kim Cúc cùng một số thành viên của nhóm mai táng không đồng đã tới nhà ông Đoàn Ngọc Hải nhận những chiếc áo quan để phục vụ cho hoạt động hỗ trợ mai táng của nhóm. Bên mình chính là quỹ của Giang Kim Cúc và các cộng sự thì đã có ngỏ lời với anh rằng là anh đã tặng tất cả các áo quan cho bà con. Thì bà con thay mặt cho đại diện cho bà con người Sài Gòn biết ơn anh rất là nhiều. Và số áo quan này là dùng là để thiêu, cho nên rằng là nó sẽ mỏng và nhẹ. Bên cạnh đó, qua quá trình trao đổi về hoạt động của nhóm mai táng không đồng, ông Đoàn Ngọc Hải đã thay mặt quỹ vì đồng bào trao tặng cho nhóm 280 triệu đồng. Thì tôi cũng có tìm hiểu và thấy rằng nhóm này hoạt động rất là trung thực, rất là tử tế đối với các hoạt động xã hội người nghèo thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh, thì tôi quyết định thay mặt quỹ vì đồng bào là ủng hộ cho họ 100 triệu để họ có chi phí mỗi đám tang 5 triệu
và ủng hộ họ 180 triệu để mua những container lạnh chứa 60 thi thể. Ngoài 80 chiếc áo quan được làm bằng bạt ép với trị giá khoảng 1,5 triệu đồng một chiếc, thì ông Đoàn Ngọc Hải đã đặt 60 chiếc áo quan truyền thống có giá 5 triệu đồng một chiếc. Trại hòm Tân Lộc thì họ rất là tình nghĩa, họ chỉ lấy có 500 ngàn thôi, lấy từng trưng. Thì tôi đã đặt tổng cộng là 60 cái. Áo quan loại truyền thống bằng gỗ đẹp kia thì mình sẽ tặng cho những cái trường hợp chôn cất bị bệnh bình thường, chôn cất thì nó phù hợp. Còn đối với các mùa dịch Covid thì những người không may qua đời vì Covid thì dùng áo quan này để hỏa táng thì nó phù hợp hơn. Trước đó, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ về việc có nhiều áo quan do ông đặt và được các mạnh thường quân hỗ trợ. Ông thông báo những gia đình nghèo ở ngoài tỉnh, có người không may qua đời chỉ cần cầm giấy chứng từ bản chính đến nhà riêng của ông sẽ được nhận quan tài. Nếu vì lý do nào đó mà không có giấy chứng từ, ông sẽ nhờ người xác minh thông tin, sau đó sẽ nhanh chóng giao áo quan cho gia đình người đã qua đời. Hiện tại, ông đã trao tặng 21 chiếc áo quan truyền thống và 23 áo quan bằng gỗ ép cho các tổ chức cá nhân để phục vụ việc mai táng.